Tại nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa được Quốc hội thông qua vào sáng nay, Quốc hội đề nghị chính phủ, các cơ quan tư pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ ngành cơ quan trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án được giao theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công, đấu thầu, mua sắm tài sản công, đấu giá, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ, vân vân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp quốc hội cũng đề nghị có các giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức viên chức khẩn trương giải quyết các vụ việc vụ án tạm đình chỉ không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tiến tới không để xảy ra trường hợp bị oan sai trong tố tụng hình sự